cái con chim chỉ thôi, ở trong vườn của sư phụ chả này xuống đây nó làm tỷ phú Bill Gates, nó là con chim chưa được quá thành tiên nữa đó, thiệt á, cốt của nó sư phụ coi mà. Còn Phạm Nhật Dưỡng nó chỉ là con rùa thôi, mân rùa vàng ở dưới Long Cung, lên đây làm tỷ phú á, bây giờ còn xe VinFast, trời ơi mày quên tao hả? Rồi xuống dưới tao gõ mu mày, tao chơi tao cỡ cổng mày, mày cổng bò vòng vòng mà lên đây mày giàu hơn tao đại khái. Thật sự cái con lần với phụ buồn quá, 5-7 năm trước chủ cha cho con tiền đi con xây cái núi này như thành phố, giống như là có một lần sư phụ nằm mơ thấy cái núi này là đông lắm, cả nghìn chư thiên là đẹp đó, không phải sơ sài như bây giờ mình thấy. Cái giờ cha nói nếu mà cho con nhờ nhiều tiền thì nó sẽ không có cái nhiều cái công đức. Mình xây núi không phải là tiền nha con, xây bằng cái tâm á, bề trên tính là cái tâm của mình, cái nhiệt huyết của mình thì cái núi nó mới lâu bền. Cho nên cái này á, mình trải qua khó khăn lắm, mình mới có 500 mẫu này. Tới ngày hôm nay là mấy con biết công sức của thù, biết nhiều nhiệt huyết không á, thì tới thời mấy con là cũng thấy rồi đó. Bây giờ tính bệnh nó cũng mệt với cái thiên long thọ với tụi nó, bởi làm sân khấu vừa tính thầy trò vô là nó tới nó quậy mình thì là nhiệt huyết, thì cha giải thích như vậy thì nó mới lưu truyền. Chứ còn đưa tiền ra rồi ký cái check rồi không có chịu mặc quần đi, mặc giày đi đổ xi măng hay là mặc đồ đi cắt cỏ, thời nay thì phụ sướng hơn rồi, có thằng Thái có mấy đứa nó phụ nhiều. Những năm đầu á phụ đâu có ai, đâu có phụ với anh Bắc à, làm cỏ làm gì có phụ với ổng với thằng Thành ba này tròn khổ lắm. Thì cha nói là nó mới lưu truyền được, nó mới thành cả cuốn kinh sống. Chứ còn nếu mà dễ quá mà như con chim á thì đâu có gì đâu, tại một kiếp đời là phù du, đi cũng để lại bàn tay trắng, đi cũng chả mang theo được gì hết. Con nghĩ Bill Gates đi để lại gì? Đố mấy đứa, đi để lại tiếng người ta chửi suốt đời á, tại nó chết con COVID á. Rồi Steve Jobs mà làm cái điện thoại mình nè, ông nói là ông ước chi là ông sống thêm được mấy tiếng nữa, ai muốn cái gì ông cho hết, mà cũng đâu có được, cha đâu có cho, chịu hồn về là chịu hồn về thôi, cuộc đời là như vậy. Ngược lại những vị mà có tiền căn mà căn cốt cao á, xuống trần á, thường thường là phải nghèo khổ, nhất là mấy thằng gái đẹp như mấy con á, là cô tiên không không xuống đây phải bị bầm dập, bị mấy thằng chồng vừa xấu vừa dữ nó hành, thì lúc đó mới chịu ngồi lên đọc kinh, mới chịu lên núi, mới chịu kiếm sư phụ, mới chịu biết về cha mẹ. Chứ còn giống như mấy nhỏ Việt Nam, trời ơi hoa hậu này á hậu nọ, nó làm gì nó biết. Đó là cái phước của con, nghèo cũng là cái phước, ngu cũng là cái phước, khôn cũng là không có phước, giàu có quá cũng không đủ phước. Đâu phải là giàu là có phước đâu. Bây giờ con mấy con đem 100 người giàu tới, con mời con phỏng vấn đây. Ồ anh có vui vẻ không? Bảo đảm mấy con là họ sẽ nói không luôn. Không có ai có tiền nữa là vui. Nhưng mà ngược lại, họ thiên chúng ta trong tương lai sau thời vàng kim, vừa có tiền vừa giàu có mà vừa vui nữa, và đưa vừa được về trời. Tại vì xưa đã dạy rồi, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo, mình đừng có lem nhem hai bên. Mình giàu có mình vẫn thờ cha thờ mẹ, mình xét ok chiều thứ sáu tôi đi tiệc tùng ăn uống, tối thứ bảy tôi đi nhảy đầm, tại mấy đó 12 giới luật đâu có sai đâu con, chỉ có một cái là con uống rượu không được thôi, phải không? À thì cứ trong 12 giới mà con làm kiểu nào đừng có dính thằng nào hết, có phải là được về không? Còn ở trên khi 10 đứa mà lên núi này biết tu, biết quay đầu, cuộc sống đều có sự thay đổi khả quan hết. Con cứ đi vòng vòng hỏi mấy đứa này đi, cha mẹ đã biết những đứa con của mẹ xuống trần chịu khổ, rồi hôm nay nó quay đầu mà nó khổ quá đó, thì nó cũng không có chiếc xe ngon mà chạy lên núi này nữa, thì mẹ phải cho nó xe xịn chút, phải cho tiền. Bây giờ á, những cái người thợ hàng làm hàng rào giúp sư phụ, mấy thằng đổ xi măng, thằng nào bây giờ cũng giàu hết. Trời ơi, ai mà đụng tới cái núi này giúp anh Kiệt một cái là về là không biết tự nhiên á, mối này mối kia đưa đẩy giống như hùng, thấy không? Hồi xưa nó không có đồng nào, bây giờ nó là building tùm lum.
Thiệt luôn á, trong vòng 2 năm thôi cha mẹ xây chuyển hay lắm. Mấy vị thần đây nè, cho mình cái ông vàng vàng mãi, cục đá vàng vàng lắm. Trừ khi có những người, phải mấy vị biết là mình lạm dụng, lâu lâu không có làm gì cho thiên tâm, chẳng có làm gì cho núi. Làm cái gì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nấu ăn hay là bưng gạch tới đây hay làm cái này để mà tạo cái không cảnh đẹp này, để cho mọi người quy tụ lại. Quy tụ lại thì họ mới biết cha biết mẹ, họ mới biết thiên tâm, thì cũng là góp sức cho thiên tâm. Chứ không phải có lâu lâu có mấy người xẹt tới một cái, chạy lại cha lại mẹ trên này một cái, lời đó khấn cho tôi có tiền, rồi cái biến mất. Cái đó mấy vị nó ô có người này cho tôi có củ khoai gói xôi hay là gì gì, cái là cho một đòi mười không à. Mấy vị biết chứ không biết, mấy vị đâu có độ gì đâu, cứ phải lên đây thật tâm kìa.